sáng thế ký chương 16 Abram và Aga lúc ấy Sarai và Abram không sinh con được bà có một đầy tớ gái người Ai Cập tên là Aga Sarai nói với Abram vì Chúa không cho tôi sinh sản ông hãy ăn ở với con đầy tớ gái của tôi đi có lẽ nhờ nó tôi có thể có được gia đình Abram nghe lời Sarai Thế là sau 10 năm kiều ngủ tại xứ Canaan, Sarai đưa Aga, đầy tớ gái Ai Cập của mình, cho Abram làm vợ. Abram ăn ở với Aga và nàng thụ thai. Biết mình đã có thai, Aga khinh bỉ bà chủ. Sarai nói với Abram, lỗi này ông phải chịu. Tôi trao con đầy tớ gái tôi vào vòng tay ông. Và bây giờ khi thấy mình có thai, mắt nó khinh bỉ tôi nguyện Chúa phân xử giữa ông và tôi. Nhưng Abraham đáp, đầy tớ gái của bà ở trong tay bà. Bà muốn làm gì thì làm. Sarai hành hạ Aga, nàng bỏ chủ trốn đi. Aga và Ishmael, thiên sứ của Chúa gặp Aga bên suối giữa sa mạc trên đường đi Surer và hỏi này Aga đầy tớ của Sarai. Chị từ đâu đến đây và định đi đâu? Nàng đáp, tôi đi trốn Sarai, bà chủ tôi. Thiên sứ của Chúa bảo, hãy về với bà chủ và chịu phục dưới tay bà đi. Thiên sứ của Chúa lại nói, ta sẽ làm cho dòng dõi chị gia tăng đông đảo đến nỗi không ai đến được. Chị đang có thai và sẽ sinh con trai. Hãy đặt tên cho nó là Ikmael. Vì Chúa đã đoái thương cảnh khốn khổ của chị, con trai chị sẽ như một con lừa rừng. Cánh tay nó sẽ chống chọi mọi người và mọi người chống lại nó và nó sẽ sống đối địch với tất cả anh em nó. Aga gọi Chúa đứng phán dạy nàng là Đức Chúa Trời thấy rõ vì nàng nói bây giờ tôi đã thấy Chúa nàng đứng đoái xem tôi. Vì thế, nàng đặt tên suối nước là Bela Charoi. Dòng suối ấy chảy từ Kade và Beret. Nàng sinh cho Abram một con trai. Ông đặt tên con là Ishmael. Abram được 86 tuổi khi Aga sinh Ishmael cho ông.